xin kính chào quý vị khán giả, các cô, chú bác, anh chị đã đồng hành cùng kênh Bản Sắc Dân Tộc. Hiện tại thì em cái đang ở nhà anh Dính, ở cái quán anh Dính. Anh Dính đang bán hàng thì hiện tại em cái ở đấy đang mua cái nhu yếu phẩm quả được cái sự tài trợ của chú NH ở bên Mỹ, hai bao gạo. Và sáng nay thì ở mua thịt ở huyện, mua cá mán múa mì chính ở huyện vào. Nhưng ở đây thì em cái sẽ mua hai bao gạo ở nhà anh Dính để tí nữa đi vào cho cái phần quà của chú NH ở bên Mỹ cho gia đình em chơ. Thì em cái vào đây đang chuẩn bị mua hai bao gạo. Lấy gì hết đấy à? Em cái mua hai bao gạo ở đây. Còn cái thức ăn mà muối mì chính với thịt thì đang ở đây. Thì vì cái phần tiền thì sẽ ghi ở cái phần đầu video. Đây, em chơi đây, hôm nay em chơi, em ở nhà thôi nhỉ? Vâng. Thì em vào đây. Hôm nay thì anh vào đây coi như là mua cái quà của chú NH ở bên Mỹ ấy. Đã mua cho em hai bao gạo với má múa mì chính, thịt, cá. Em lấy hai bao gạo rồi. Đây là má múa mì chính, cá mán, thịt. Đi. Tươi này vào. Tươi này. Đây, tươi phải không? Hiện tại thì bây giờ em cái cũng đang ở nhà em chơ. Đang mang cái phần quà của chú NH vào đến tận nhà em chơ rồi. Thì hôm nay thì em cái vào đây. Trước khi em cái vào nhà, em cái sẽ trao quà xong thì em cái sẽ tham quan một vòng cái căn nhà của em chơ, về hòn han tình hình sức khỏe của trong gia đình em chơi như thế nào. Em chơi. Dạ. Sao ở trong này ồn ào đấy nhở, làm gì ấy? Có ở nhà kia thì nhà anh cống. Anh trai cống á? Vâng. Làm thế nào mà lại cống? Bị sao đấy? Không biết được. Trước kia không biết, nó bảo là lâu năm rồi cống một lần. Chẳng biết. Ý là lâu mình cống một lần phải không? Vâng. Gọi hôm cả gia đình phải không? Về nhà. Vì ở bên này, nhà bên này thì là nhà anh trai của em chơ, thì cũng là gần Tết, cũng gần nửa năm rồi, thì gọi cúng một lần, gọi hồn các cháu trong gia, trong những thành viên trong gia đình ấy, thì bà con thì nói chung là ai cũng thế thôi, nhà nào cũng như một năm thì cũng phải gọi hồn và cái cả gia đình thành viên trong gia đình ấy cũng cúng một lần. Thì em cái với họ em chơ thực tế để biết rõ cái tình hình ấy, lý do thế nào mà lại cúng. Nếu mà cứ úm đau thế này không ra viện, cứ cống bấy thế này là không tốt đâu. Thì em chơi bảo là không có ai muốn đâu, toàn là chắc lâu ấy cống một lần thôi. Thì bây giờ hôm nay anh vào đây thì cũng lấy cái phần quà của chú NH ấy để trao cho gia đình em. Vì không biết là dạo này ngô của em thu được thế nào rồi. Đây là hai bao gạo. Đi bàn xuống. Khi em cái vào thì em cái xin lấy đi. Đây là có hạt nêm, chai nước mắm, dầu ăn, hai gói bột, ba gói bột canh đây. Đây là cá mán, cũng hay gọi là cá cơm cũng được. Đây, cá này. Đây là thịt, đây, 2 cân thịt, đây là thịt lợn. Cái thứ ăn này như hạt nêm, bột canh với dầu ăn, cá mán các kiểu thì sáng nay mua ở huyện vào, và có hai ba gạo thì mua ở nhà anh Dính. Thì trước khi em cái vào thì em cái cũng lấy cái phần quà của chú NH ở bên Mỹ về cho đến tận nhà em chơ. Thì nữa em cái sẽ hỏi về cái tình hình sức khỏe trong gia đình. Thì em chơ hôm nay thì có chú NH ấy hỗ trợ gia đình em hai ba gạo với cái nhu yếu phẩm cũng như mà muối mì chính ấy. Em sẽ có một cái từ cảm ơn cho chú NH bên Mỹ. Em sẽ cảm ơn chú NH ở bên Mỹ ạ. Rất là
thương em mà đã hỗ trợ cho em nhiều rồi. Thì hôm nay đã hỗ trợ cho em một phần quần, hai bao gạo với là cam múa, mì chính, hàm nên các thứ. Mà em rất là cảm ơn chú rất là nhiều. Đúng rồi, trước khi thì em cái cũng thay mặt gia đình em chơi cũng rất là cảm ơn chú NH đã dành cái phần quà rất có ý nghĩa trong gia đình, đã hỗ trợ cái hai bao gạo và cái món muối mì chính. Thì bây giờ thì em cứ cấp đi. Cấp đi xong thì thế nào? Em cứ lấy cấp đi đâu thì cấp. Em lấy cấp đi. Em lấy cấp đi cho cao. Trước khi em cái vào đây xong thì em cái sẽ tham quan một cái lượt cái căn nhà của em chơi. Đây, trên này thì vẫn rột nát hết. Giống như là mọi lúc anh Ngọc với em thái vào, vì em chơi thì cũng có điều kiện cũng không thể thay được tấm lợp nào. Thì tới này cũng đang chuẩn bị xây nhà cho em chơi, thì em chơi cũng chỉ ở như thế thôi. Lúc mưa vào có rột vào không? Có lắm, không đây được. Đây cái chậu này đựng nước phải không? Vâng vâng. À sáng nay thì mưa rột vào thì em chơi lấy cái chậu này đựng nước. Nếu mà không đựng nước thì ở đây sẽ ướt trơn trượt phải không? Trơn trượt không, trẻ con đi lại lại. Ăn cơm chưa? À xong rồi. Xong rồi? Vâng ạ. Đây vẫn lấy hạt cơm. Vâng. Đây toàn đồ nia xô chảo các kiểu. Trong gia đình em thì có đầy đủ rồi. Bát đũa nồi nia xô chảo cũng đủ. Ngô gia đình Ngô nhà em thu hết chưa? Thu được tầm bàn này nữa. Gia đình em chơi đã thu Ngô được tầm bàn này, đã xếp gọn gà hết rồi. Thì thế này có đủ ăn quanh năm không? Chắc là không đủ anh ạ. Đúng rồi, vì gia vì đình là có con này, con thì là nó phải ăn uống nữa thì mình phải cho nó ăn đủ. Ý là gia đình em chơi thì do em chơi cũng là mồ côi từ nhỏ ấy, thì trước kia bố mẹ mất sớm thì cũng không có đất để làm, toàn là làm đất ở đồ núi đá xa thôi, thì đất là ít, thì thu hoạch được cái ngô rất là ít. Thì bây giờ thì em cái cũng cập nhật cái tình hình coi như là, thì dạo này trong gia đình con cái và vẫn có sức khỏe chứ không? Vẫn có ạ. Không ốm đau, không bệnh tật gì phải không? Không có. Mình ốm đau, bị ốm đau thế nào phải ra viện nhá, nó ra trạm để khám, không phải cống bái phải không? Vâng ạ, vâng ạ. Ý là anh em mình là người hiểu biết rồi, mình phải không phải cống suốt ngày cống nữa. Nếu mà ốm thì là ốm ạ. Kiện thế nào phải đi huyện, phải đi bệnh viện về đi khám. Đi khám trước. Vâng. Thì bây giờ thì anh em mình sẽ lên nhà nền nhà nhỉ. Đi. Vâng. Đây, trước khi thì em cái vào xong thì em cái sẽ sang qua bên nhà này anh trai để cập nhật cái tình hình nhà. Đó, cống này không? Chó này cám không? Không. Anh Dính đây. Anh Dính đang cúng. Đó, thì theo phong tục của dân tộc Mông thì mình cũng hay cúng đâu coi như cúng thế này. Đó. Theo phong tục em cái biết thì dân tộc Mông mình ấy, lúc người ta cúng bái trong gia đình, lâu lâu mới cúng một lần thì người ta dùng cái cây chúa, cái cây này không? Để đuổi cái linh hồn coi như là cái xấu đi. Cây là hạt tiêu rừng. Cây là cái hạt tiêu rừng phải không nhỉ? Đúng, hạt. Cây lá hạt tiêu rừng. Coi như là đuổi cái xấu đi, không ở trong nhà nhé. Thế thì thường lấy cái dai vải lanh này. Lâu mới làm một lần thôi, thì ý là nhà gia đình anh trai của em chơi ấy, không phải thường xuyên mê tí dị đoan để cúng bái thôi, thì chắc cũng lâu lâu ấy thì là cúng một lần như thế. Ở đây là cũng có một cái tổ ong ở trên trước cửa nhà, em cái cũng chưa biết là trên cái tổ ong trước cửa nhà để được cái lợi gì, nhưng mà theo bà con một số thì cũng có thật, nhưng gia đình em cái thì đấy là không treo cái này thế, chắc là chỉ treo để có cảnh đẹp thôi. Một phong tục nó có một cái khác, cái phong tục chúng ta mua của em cái thì thừa cũng làm như thế, nhưng mà em cái thì cũng không bên tí gì đoan đâu. Một năm thì có khi gần Tết thì em cái cũng có một lần thật, cũng chỉ có một gọng lên hồ thôi. Thì bà con thì em cái cũng sẽ cố gắng, em cái cũng cố gắng tuyên truyền không phải ốm đâu để suốt ngày để cúng bái như thế đâu. Thực tế gia đình anh trai của em chơi nó không có người ốm đâu, chẳng qua là lâu ấy, gần cũng hơn nửa năm rồi cũng có một lần.
Đây quý vị, vì có một lần thì cứ lấy cái cây chúa, cây này chắc lấy đi trồng ấy. Chúa lấy đi trồng nhà anh Dính à? Đùa cái gì xấu vứt đi ra ngoài để đi trồng, coi như không vào nhà nữa. Đây quý vị, cũng khá lâu rồi thì em cái cũng không vào đây để cập nhật cái tình hình cái nền nhà, cái vật vận chuyển vật liệu để là nhà em chơi. Thì trước kia đã học thì lấy vào để về đây hết rồi. Đống sỏ này thì trước kia lấy làm bể cũng đồng thừa, em lấy lên đây đây vào. Vâng ạ. Vị cái đống sỏ này thì hôm trước anh Ngọc lấy về làm cái bể cộng đồng ấy của bà con, thì tính ra cũng là thừa cái chỗ này, thì anh Ngọc cũng bảo em chơi tiện trợ vào đây trước. Coi như là vật liệu của em chơi thì chưa mua vào. Thì đây là cái sỏ ngang của bố của gia đình em chơi. Trước kia dự kiến làm cái nhà của bố, nhưng mà do không kêu gọi được sự tài trợ ủng hộ của các mệnh thường quan ấy, hỗ trợ cho em chơi làm nhà sai, thì cái cục này thì mình sẽ tới này sẽ làm cái bếp. Lý do em chơi vận chuyển vật liệu vừa hơn chưa chặt, lại không lấy vật liệu vào để làm cái nhà nền nhà của em chơi ấy, thì cũng do lý do về cái con đường này. Vì cái con đường này trước kia là của nhà em ở dưới tức là cháu của em chơi. Thì trước kia em chơi cũng đã hứa bảo là sẽ làm cái nền nhà cho em đấy, xong thì em đấy sẽ mở cho em chơi mở cái con đường này vận chuyển vật liệu vào cái nền nhà. Nhưng mà do em chơi cũng không có điều kiện thì cũng chưa làm được cái nền nhà cho em đấy, thì có một chút hơn trượt chặt, coi như là không qua được cái chỗ này. Thì tới này thì chắc cũng phải bạn gặp em đấy thì sẽ mở rộng ra, xong mình vẫn sẽ vận chuyển cái vật liệu đi qua cái con đường này vào. Đường này là đường đất này là của em ở dưới này, vì cái đất của em chơi thì đã hết cái chỗ này rồi hết cái nề và hết cái phần đất của gia đình em chơi, thì chỉ có một cái chỗ hơn mất cái do không vận chuyển vật liệu ấy, thì chỉ do cái con đường này thôi. Thì bây giờ thì em cái cũng sẽ xuống vào nhà em ở dưới để gặp thực tế với em như thế nào, hoặc là xem cái trong cái nề nhà của em ấy. Thì ý là trước kia em ở dưới này cũng em chơi cũng hứa sẽ lán nề cho em, thì em sẽ cho qua cái mở đường qua cái vào cái nền nhà này, nhưng mà em chơi không có điều kiện, vẫn chưa lán nề được, thì vẫn chưa vận chuyển cái vật liệu vào cái nề được, thì em cái sẽ xuống vào gặp em ở dưới. Đây quý vị, cái chuồn bò của em chơi thì cũng đã hoàn thiện được khá lâu rồi. Thôi nhờ em lấy cua về khơi cái ránh đi đấy. Đất cái đất bột tràn vào cái cột rồi. Hôm qua mày làm nhưng mà chắc là có nay mưa đấy. Vâng, mưa. Cái chuồn bò của em chơi thì đã hoàn thiện khá lâu rồi. Do tình hình dịch bệnh ấy thì lại cấm phiên chợ, thì không mua được cái con vật nua vào cho gia đình em chơi để nua vào đây. Thì cũng tạm thời một thời gian đây. Lúc nào mà hộp chợ phiên mà không có dịch bệnh viêm da nội cục bò ấy, thì sẽ tiến hành mua con giống vào cho gia đình hai vợ chồng em chơi đây. Cái chuồn bò thì rất là kiên cố rồi, thì em cái sẽ vào nhà em này để trước khi em cái vào thì em cái sẽ vào đi đo thực tế cái nề này nó sẽ rộng là chiều rộng bao nhiêu, chiều dài bao nhiêu ấy. Nhớ chị nhớ chưa nhỉ? Đây à quý vị, bà con thì thừa làm cái dai vải lanh. Bước đầu tiên làm xong cái này, bước đầu tiên thì làm ở cái kia rồi. Đây em cái sẽ coi như chia sẻ cho quý vị khán giả biết. Bà con thì làm cái rất là cái dai vải lanh này rất là cầu kỳ. Bắt chuẩn thủ à?
Đây. Bước này là bước đầu tiên. Lúc mà cuốn vào thành ấy xong thì bước đầu tiên. Thứ hai. Còn là còn nhiều đoạn, nhiều công đoạn nữa. Đây. Là phần thứ hai thì thế làm ở đây. Đây, trước khi em cái vào nhà thì nhà em này thì lúc đầu ấy mình đang mua cái thửa đất cho em chơi thì cũng đã vào nhà chia sẻ một hai lần rồi. Đây thì em cái vào đây. Thì trước kia thì em chơi đã hứa bảo thế là làm cái nền nhà cho gia đình em này. Thì em chơi cũng chưa làm được do không có điều kiện ấy. Em chơi chưa làm được thì mới có một chú vướng mắc về cái đoạn con đường đi vào cái nền ấy. Thế em là đi đâu nhỉ? Chú thiêm quá chị nhỉ? Mũ công nhỉ? Đây, quý vị, đây là vợ của em này, em Xua, tức là cháu của em Trơ. Thì gia đình em này thì cũng rất là khó khăn, nói chung là căn nhà thì cũng tạm bợ rồi, được chú năm chú mười cũng được. Thì vì không có tiền ấy, thì cũng không có vật luôn. Thì gia đình cũng em này cũng đi làm rồi, coi như là đi làm ở dưới Hà Giang đi kiếm tiền coi như về. Thứ này coi như là trả nợ dần các kiểu, coi như cái nhà này lúc đầu em này làm ấy thì em cũng đi vay về thôi. Thì em mùa này coi như thu ngô xong ấy không có gì thì em cũng chịu khó đi làm. Thì trước khi em cái vào đây chị họ vợ của em này thì chúng sẽ đo cật được cái tìm kiếm nền nhà ấy. Thì trước kia em chơi cũng đã hứa, em cũng đã hứa phải không? Vâng ạ. Trước kia em hứa với cháu này bảo là nếu mà sau này làm nhà thì phải là lắp cái nền. Cái nền nền cho cháu này. Làm cái nền xong thì mới cho qua cái đoạn đường đấy không? Vâng ạ. Đây, em chơi cũng đó. Vì trước kia em chơi đã tự hứa với gia đình rồi. Thì đã hứa bảo là sẽ làm cái nền cho em Xua. Thì sau thì em Xua mới cho mở cái đường ấy đi qua cái chỗ đấy vào cái nền nhà em chơi. Nhưng mà em chơi chưa có điều kiện, coi như không có tiền ấy, chưa làm được. Thì mới có chú vướng mắt hơi chật chặt tí. Thì bây giờ thì anh em mình đo nhỉ. Vâng. Lấy cái gì để mình đo thực tế xong thì bao nhiêu dài nó bao nhiêu rộng cái chiều ngang bao nhiêu chiều dọc như vậy. Ông biết đâu của đó của chị à. Đây thì bây giờ em cái với em chơi đang chuẩn bị đi ra ngoài để đo cái này. Mình đo cái chỗ này đo đằng sau nhỉ? Đo đằng sau. Lấy cái ấy đây, mình không có thước thì lấy cái này làm thước gan tay. Lấy 5 gan nhé. Mét hả? Đây. Em cái con không có thước, không cần thước thì lấy cái gan tay để làm thôi. Nhưng mà cũng chắc cũng không chênh lệch bao nhiêu. Thì em cái thì đo thế nào, chiều này bao nhiêu? Đo đến đây. Đây là 8 mét à? Đây, đo đi. Đó sao mà chua? Thấy đi cũng chua tết thì cả mà. Giờ mình chua không? Mười bốn mét. Bao nhiêu ạ? 14 ạ. Cái ngang này 14 á? Vâng ạ. 8 nhân với 14 bằng 112 mét vuông. Cả cái xung quanh cái căn nhà này. Vì cái căn nhà của em này thì cái căn nhà của em này em Xua đấy vì dựng làm hai cái trái hai bên. Nếu mà không làm hai cái trái bên thì nó chỉ tầm 80 mét vuông thôi.
Vì làm hai cái trái thì nhìn rất là rộng và rất là to. Thì nếu mà cái này em cái trước tiên em cái chỉ đo thôi. Tới này không biết cũng được các cô chú bác ông hộ giúp cho em chơi, coi như là giúp em này để làm cái nền nhà thì em cái sẽ thông báo cho gia đình sau. Nào, bây giờ thì trước kia thì em chơi cũng em đã hứa không? Vâng, trước kia em hứa rồi. Em hứa bảo là em sẽ làm cái nền này cho em cho cháu này. Vâng. Xong thì em sẽ mở cái con đường vào nhà phải không? Vâng ạ, vâng ạ. Đây, thì bây giờ thì em cái cũng vào đây, coi như cập nhật cái tình hình một số vướng mắc về cái gia đình em chơi lại không vận chuyển được vật liệu thì cũng do cái con đường đấy thôi. Thì bây giờ em cũng vào đo thực tế với cái căn nhà của em này. Bây giờ cũng báo lên cho quý vị khán giả biết hoặc là em chơi cũng nó thực tế là hôm trước em chơi cũng lúc đầu em chơi cũng đã hứa. Thì chị cập nhật như thế thôi. Đây hôm nay thì anh vào đây thì chị vào thông báo cập cho như đo đạt cái nền nhà như thế thôi nhá. Để mấy hôm nếu mà được như thế nào thì anh sẽ báo sao. Có thế à? Phát nền thông ý lỏ đi mà ý là lỏ là lỏ chùa xị chùa đi nhá. Thảo thứ nhất là chả mà thông bộ là khác đây. Đây, đây em cái chơi từ vừa từ nền nhà xuống đây. Đây, A Hầu đến đây à? Tuần đến nhỏ. Đến lâu à? A Hầu, tuần để là? Tuần để luôn. Đây, hôm nay cũng có A Hầu đã ra chúng em chơi. Như anh em mình chuẩn bị làm cơ ăn cơ ở nhà em chơi đây. Đây giúp đây vợ em chơi sáng nay chắc cũng đi lấy rau bí à? Sáng nay vợ đi lấy rau à? Thế ông để rau rồi. Rau. Đây sáng nay lúc em cái vào nhà cho quà thì không thấy vợ em chơi, vợ em chơi cũng đi hái rau bí rồi. Đang chuẩn bị nhặt rau thì nó xin nấu cơm đây. Cho lấy thịt là đi rửa đi làm đi. Vâng ạ. Thì hầu với vợ để vợ nhặt rau luôn. Lấy cái thau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trong gia đình em chơi thì có một cháu đi chơi này. Đấy là tất cả phải không? Vâng, có cả. Còn hai cháu còn nhỏ. Cháu chắc đi chơi thì để phân cho cháu nhá. Để rồi. Đây, đúa đi. Mày ăn cơ nhá. Vâng rồi. Ăn đi. Cả nhà ăn đi. Mau ăn đi chơi. Nó rau nó. Hai một chút chè rồi. Được cái sự tài trợ của chú NH ở bên Mỹ đã hỗ trợ cái bữa thịt thì cảm giác cũng ăn rất là ngon miệng. Hôm nay thì cô A Hậu vào đây cùng ăn bữa cơm trưa của gia đình. Thì bây giờ lát nữa em cái còn có chút công việc ở cô Ma, thì em cái cũng xin kết thúc cái video tại đây. Xin hẹn quý vị khán giả vào cái video tiếp theo ạ.